Dừa, mình sẽ lựa những trái dừa có những cái cơm dẻo như vậy nè. Để chuẩn bị một thau nước, cho một ít muối vào trong đây, để khi mình gọt những cái vỏ đen như thế này mình ngâm vào thì cái cơm dừa nó sẽ trắng hơn nha các bạn. Và chúng ta ngâm vào nước muối và lần lượt quấy hết những cái cơm dừa này, và chúng ta lần lượt cắt hết. Và đây là dừa sau khi chúng ta đã sơ chế rửa sạch. Ở đây mình có khoảng là 1,5 kg dừa đã sơ chế, cho nên chúng ta sẽ chia làm 3 phần, mỗi phần nửa ký để ướp mình có thể làm 3 màu khác nhau. Bây giờ trước hết là mình tới công đoạn ướp đường, thì đây mình sẽ sử dụng nửa ký dừa. Mình có thể ướp từ 250 g tới 300 g đường. Ở đây mình sẽ ướp là 300 g đường. Sau đó chúng ta trộn đều để từ 2 tới 4 giờ cho đường hoàn toàn tan rồi mới bắt đầu sên. Giờ đường đã tan hết, chúng ta chuẩn bị làm màu để mà ướp màu vô và mình sên nhé. Thứ nhất là Phương sẽ làm màu vàng từ chanh dây, vì Phương rất thích cái mùi chanh dây và Phương để nguyên hộp để cho nó đẹp nữa. Vị sữa dừa, Phương sẽ dùng whipping 20 g whipping, từ 15 tới 20 g hoặc hơn tí xíu nữa cũng được, không sao. Và lá dứa, phần lá dứa này khoảng 200 g, mình sẽ xay cùng với 100 g nước để cho ra cái nước cốt lá dứa để mình ướp vào trong dừa để mình xay. Và bây giờ bắt đầu để chuẩn bị xay lấy nước cốt lá dứa nhé mọi người. Rồi, và sau khi mình đã xay xong lá dứa, phần lá dứa như thế này, mình bắt đầu tiến hành ướp vào 3 phần dừa mình đã chuẩn bị sẵn. Và đây là 3 phần dừa. Mình sẽ một là màu màu trắng, thì màu trắng nó đã có bản thân nó màu trắng rồi, cho nên mình chỉ cho hết whipping vào cùng ướp với nó mà thôi. Còn màu lá dứa và màu chanh dây mình chỉ cho một nửa thôi, vì khi mà nhiệt độ cao thì nó sẽ mất cái màu của lá dứa và màu chanh dây, cho nên là mình sẽ cho cái phần còn chanh dây và lá dứa còn lại vào vào sau cùng nhé mọi người. Bây giờ mình ướp thẳng vào một nửa thôi. Ướp vừa đủ thôi nha mọi người. Đấy, có cái màu xanh rất là đẹp. Và màu chanh dây. Chanh dây mình cũng cho một nửa thôi, một muỗng thôi, để tạo màu và tạo mùi thơm. Rất thơm nha mọi người, mình rất thích cái mùi chanh dây, màu cũng rất là đẹp. Rồi chúng ta xên cái phần phần nước sữa dừa màu trắng trước nha cả nhà, và chúng ta đổ vào vào chảo để bắt đầu tiến hành xên. Bắt đầu ta làm tương tự với phần lá dứa màu xanh nha mọi người. Trên á, nhiệt độ sẽ làm cho cái màu lá dứa nó ít cái màu lá dứa lại, cho nên là mình sẽ cho vào sau cùng để tạo cái màu xanh nhiều hơn. Rồi.
chúng ta tiến hành trên tới mức dừa chanh leo nha. Vậy là món mức dừa ba vị của mình đã làm xong rồi nhé. Đây là vị lá dứa, sữa dừa và chanh dây. Vậy là các bạn và gia đình đã có món mức dừa để thưởng thức trong ngày Tết Nguyên Đán rồi nhé.